Hello, xin chào tất cả mọi người và tiếp tục neo danh cho bạn Naruto 382S. Và hôm nay mình sẽ sử dụng cái con tướng Crest chiến binh thủy quái với trang phục là thợ sửa đất cát. Ok, khóa luôn đi, còn đợi còn gì nữa, tìm quá đẹp rồi. Và cái bảng ngọc của cái bạn này thì là bảng chí mạng nhé, rất không thích hợp cho con Crest, nhưng mà không sao. Không cần bảng ngọc chính xác được, bảng ngọc nào cũng được. Thì cái con Crest này bảng ngọc nó là bảng ngọc tăng nha các bạn. Ngọc đỏ thì anh em có thể ép ngọc công, hoặc là anh em có thể ép nùi xuống ngọc cốc 2 lấy máu và công. Ngọc tím thì ép ngọc cấp 3 75 máu. Cái ngọc cuối cùng đó là ngọc lục, anh em có thể ép giáp 5 giáp và 5 giáp phép. Ok, đội hình team bạn cũng khá là ổn định. Có hai tướng đỡ đòn rất là trâu, đó là Thên và Toro. Và hiện tại thì bạn này đang ở danh Bạch Kim 2-4 sao. Và mình đã kéo từ chiều, đánh được 3 trận dùng Gina thì đều thắng cả 3 trận rồi. Ok, và trận đầu rồi. Rồi chắc chắn mình sẽ đi đường solo rồi, vì bò Toro đi hỗ trợ mà. Đi solo lên kinh công. Rút lui nào. Rút lui đi về đường giữa đi. Tập hợp cái gì mà tập hợp. Ta mít đi. Rồi mình có thành đánh ít, đánh ID vào tay. Level 1 ra ăn blue của rừng. Ăn blue thì rất là quan trọng, nhưng mà level đầu mình khuyên là các bạn dùng đi tướng AD hoặc là AP thì không nên ăn bùa xanh hoặc là bùa đỏ. Rồi bạn mở gan ga thì đã lên đường trên rồi. Mình thật là bó chuối bạn ấy luôn. Quá là ngu. Nói thật luôn ý. Đấy, bạn ấy đánh lên danh Bạch Kim rồi. Chắc là đánh khá lâu rồi mà không biết các tướng nào đi đường nào. Rồi, hai mạng ở team mình sự khởi đầu rất là tốt. Rồi Crest có level 4 sẽ hầu báo được. Bây giờ level 3 thì cứ farm đi. Anh gì không mua cái đấy cho nó đâu. Anh có mua đêm miền được thằng này đâu. Chốc gửi tên miền vào gì thôi. Ok, tiếp tục trở lại vấn đề trận đấu. Mình đã level 4 rồi. Và team bạn thì dừng và nói chung là team dưới không thấy ai cả. Chắc chắn là ăn rồng rồi. Một pha KS rồng rất đẹp của mình. Sơi luôn con rồng và sơi luôn 3 mạng team bạn. Quá đẳng cấp. Tiếp tục giết luôn. Giết luôn anh. Ali quá hay. 4 mạng và 1 rồng. Quá đẹp, một pha đoán tình thế rất đẹp mắt của mình. Một pha đoán tình thế, anh em chú ý quan sát bản đồ nhỏ.
khi các tướng địch thì không thấy đâu thì đoán chắc chắn là đang ăn rồng rồi. Vị trí rừng vị trí tìm dưới nếu mà không thấy trên bản đồ chắc chắn là đi ăn rồng. Mọi anh em đi mid thì chú ý điều đó. Và trận này mình đi mid thì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vừa ăn rồng vừa giết 3 mạng. Một pha ulti rất là đẹp mắt. Bỏ Toro thì làm gì? 4 người team bạn. Toro team mình đang di chuyển ra, chuẩn bị ulti nào. Một pha combo rất đẹp của Toro team mình, trúng 4. Một pha nhảy lên ulti. Quá đẹp. Chiêu thức của mình dùng trúng hết tướng địch. Tiếp tục Toro không thể chạy nổi. Chạy thế nào được? Toàn những pha combo thần thánh. Và trận này team mình thì không cần cái bạn mờ gan ga. Một thanh niên sống quá. Ok, cứ nuôi thôi, cứ nuôi thứ ba đi. Tiếp tục team bạn ở mid nhưng mà không có ai ăn rồng cả. Rồi đi bắt ăn rồng và sau đó sẽ bắt AD team bạn. Trận này thì đánh khá nhẹ nhàng rồi và hiện tại thì số là 12-0, một tỷ số quá ảo luôn, không thể có cơ hội chạy vào Violet. Chết chắc rồi. Ra đầy giữa là win luôn cái trận này. Trận đánh này mình dùng win team rất là chuẩn. Toàn trúng 3 trúng 4 người. Và những phát nhảy vào của mình toàn trúng 3 4 tướng địch. Như thế thì tướng địch rất là đau và chết hết. Hiện tại thì số là 13-0 rồi. Trận đánh rất là nhẹ nhàng. Team chưa chết mạng nào. Một pha băng trụ. Băng trụ. Băng trụ. Chết rồi. Rồi team mạng xông ra đông quá. Con thề chút nuôi tạm thời, chút nuôi tạm thời, chút nuôi ra trụ đã. Ok, một mạng tiếp. OT bật thông tin lên, xông vào ụp chết hết thì bạn đã chết hết rồi. Đánh rất là dễ dàng, cái địch đã đầu hàng. 7 phút end game, quá nhanh. 18-0, một tỷ số khá là hợp diệu, không chết mạng nào. Rồi đã chuối thắng 5 trận vào nên bạch kim 2 năm sao rồi.
control, I don't control, I don't control.